Thế thì nếu mà cái máy tính này đã được đặt ở đây rồi thì em sẽ sử dụng nó với mục đích gì nhỉ? Em sẽ dùng nó để còn học. Có rất nhiều định nghĩa khác nhau cho một ông bố hoàn hảo, tuyệt vời. Nhưng mà có một cái định nghĩa chung ấy, ai đồng ý đó chính là mua cho con trai bộ máy tính 100 triệu. Và hôm nay mình đang có một bộ máy của một anh khách anh tặng cho con trai. Và với tổng trị giá bộ máy này là 90 triệu và mình sẽ đi lần lượt từng linh kiện một trong quá trình lắp. Đầu tiên thì một con búa rất là quốc dân, chúng ta có CPU Intel Core i7 12700. CPU này có giá là 9.899.000 và đi kèm với nó là main Asus ROG Strix Z690G gaming có wifi và kèm bluetooth nhưng không có ghi trên này. Đây có rất nhiều thứ trên này hỗ trợ CPU Intel Core i thế hệ 12 này. DDR5, socket 1007, PCIe 5.0, hỗ trợ Windows 11, wifi 6E. Tờ wifi này nhanh hơn wifi 6 thường, nhưng mà các bạn bây giờ chưa có router wifi 6E ở Việt Nam đâu. Đằng sau chúng ta có rất nhiều công nghệ mà mình sẽ không đọc nữa, mình sẽ mở ra mình lắp luôn. Z690G với dòng MATX mà mình nhìn thấy nó hơi bé. Nhưng mà bé thì giá nó không rẻ các bạn ạ. Con bên này có giá là 8.999.000, tức là rẻ, con chip này có 1 triệu thôi. Con chip 10 triệu, con bên 9 triệu. Đây. Ở đằng sau chúng ta có rất là đây chúng ta mở chứ, các bạn thấy. Đây là socket 1007 này, chúng ta có 4 khe RAM DDR5 và chúng ta có hai khay, tức là ba chỗ cần SSD thì phải, mình phải mở ra. Đây là khu vực tản nhiệt, rất là có led ở đây, rất nhiều các thứ đèn đóm rất là màu mè. Đây là khe PCIe 5.0. Đằng sau chúng ta có rất nhiều công nghệ và một vài công nghệ các bạn không dùng như là HDMI và DisplayPort, tại vì các bạn dùng cạc màn hình rời mà. Một con này các bạn dùng cạc on thì hơi phí. Chúng ta có 4 cổng USB 3.0. Đây là hai cổng 3.2 thì phải. Chúng ta có hai cổng 2.0. Cho nó một cổng để các bạn up BIOS trực tiếp mà không cần cắm bất cứ một cái gì trên này cả. Cắm USB vào tự up BIOS. DC mode này, và đây là hai cổng USB Type-C. Chúng ta có tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 cổng USB. Không phải cắm gì cho hết. Tức là cắm đống trên bàn tức là hết được. Một cổng LAN 2.5G, hai cổng Wi-Fi và Bluetooth Wi-Fi 6E luôn. Và chúng ta có âm thanh 7.1. Và đấy, toàn bộ về comment 9 triệu đã xong. Và phụ kiện thì ở đây chúng ta sẽ có bao gồm là đây là cái để móc treo chìa khóa ROG với dây thít để mình sẽ đi dây. Đây là ốc M2, có hai loại ốc M2 khác nhau thì mình sẽ xem mà gắn vào đâu. Mình sẽ khui hộp CPU ra, và nếu các bạn chưa biết thì nó có 8 nhân mạnh và 6 nhân yếu. 6 nhân yếu để các bạn gọi là dùng để lướt web, livestream, khi mà còn chơi game nó sẽ dùng toàn bộ là 6 nhân mạnh. 8 nhân mạnh. Và đây, chúng ta sẽ không dùng cái quạt đi kèm của nó. Mặc dù nhìn, năm nay i7 các bạn được có cái quạt khá là đẹp này. Đèn màu xanh nhìn nó khá là hoành tráng, cao, to, nạc, dày. Nhưng mà thực ra mình rất là lừa. Các bạn nhìn thì có vẻ là đồng nó dày đúng không? Nhưng thực ra chỉ có đồng từ đây thôi. Còn trên này là nhựa Mica, nhìn cho nó đẹp. Không biết cái này có đèn led không. Nói chung là Intel cũng cho chúng ta một cái tản nhiệt mỏng nhưng mà nhìn nó đẹp hơn. Và chúng ta sẽ đừng bao giờ dùng nó với những con chip của Intel. Nó nóng lắm. Và đi kèm với CPU chúng ta sẽ có lặt tản nhiệt. Đây dùng, tại vì chúng ta dùng con CPU là 12700 không có khả năng ép xung, nên là một chiếc như là Galahad AIO 240 là đủ rồi. Đây là một con Only One, các bạn nhìn thấy nó là của Lionly nên là nhìn quạt nó rất là đẹp. Các bạn nhìn cái quạt này, nó rất là đẹp và chúng ta có cái RGB ở giữa. Tản nhiệt này hỗ trợ socket 1007 và mình sẽ lắp trước cái ngàm vào đây và tí nữa mình sẽ lắp những cái còn lại vào. Chúng ta sẽ có rất nhiều hỗ trợ socket. Đây chúng ta có 1151, 15X này, 1007, chắc là phải có 1007 rồi. Và chúng ta có AMD nữa, rất là nhiều các thể loại khác nhau. Để phân biệt dễ nhất ý, thì các bạn nhìn cái 1007 nó sẽ dài hơn cái 115X ngày trước. Rồi. Và các thứ còn lại mình sẽ bỏ lại sau, tí nữa mình mới lắp vào. Và các bạn đoán bộ này bao nhiêu GB? Chắc chắn là nó sẽ phải không phải là 16GB mà chúng ta có 32GB Corsair Dominator Platinum RGB màu trắng. Tổng cộng những cái gì đắt nhất của Corsair đang nằm trong này. Chúng ta có Dominator đắt này, Platinum là đắt nữa này, còn RGB nữa mà lại còn màu trắng nữa, 32GB và bớt 5600MHz. Và cái giá phải trả cho cái bộ RAM này đó là
11.599.000. Gần 12 triệu thôi, đắt hơn tất cả những thứ ở trong này. Đắt hơn con CPU, CPU có 10 triệu, con main 9 triệu. Và con RAM này gần 12 triệu cho cặp RAM. Bớt 5.600. Và đây, để mình sẽ lắp lại vào. Và để thêm phần bóng bẩy là phải bóc cái này ra đấy. Úi giời. Một phần nữa, đối với các bạn, một cái SSD 1T là quá đủ đúng không? Mà chúng ta nói không, thì chúng ta có hai con SSD Samsung 980 1T để lưu 2T dữ liệu, còn lưu game 2T không biết gì cho hết, chắc phải lưu cả phim với mấy thứ khác nữa mới hết được 2T dữ liệu. Và như một điểm mà mình muốn lưu với các bạn khi mà các bạn lắp những cái bộ mà socket 1700 những bộ mới ấy, thì cả Z590 cho 690 thì các bạn nếu mà lắp một SSD thì cứ lắp trên này cho mình. Nhưng mà nếu mà các bạn lắp hai SSD thì các bạn vui lòng mở cho mình một cái hướng dẫn của main để xem là cái khe nào là khe tốc độ cao nhất trên main và lúc đấy mình lắp vào khe phù hợp. Tức là chúng ta sẽ có một SSD trên cùng là ăn vào CPU và hai SSD dưới sẽ ăn vào bên chipset và gắn vào không có vấn đề gì cả và sẽ không bị giảm băng thông ở đâu. Băng thông của thế hệ mới nó khá lớn nên là mình sẽ lắp một cái trên này một cái dưới này để nhìn cho nó đẹp. Và như mình nhìn thấy thì chúng ta không cần mấy cái ốc SSD này của Asus nữa. Và đó là cái ngàm gắn rất là tiện và mình rất thích cái ngàm này. Và bây giờ chúng ta gắn từng SSD ở một, đầu tiên là một chiếc 980 1T. Bọc ra, đây là chiếc SSD đầu tiên. Rồi, và tiếp theo sau khi mình đóng lại hộp cho nó gọn gàng thì chúng ta sẽ đến với chiếc SSD 980 thứ hai. Với tốc độ của mỗi cái khoảng tầm 3.5 GB một giây. Đây là chiếc SSD thứ hai. Và chiếc SSD này sẽ gắn thẳng ở phía dưới. 5 minutes later. Rồi. Và mình đã làm đủ phần sơ bộ. Thì điểm qua bên trong này chúng ta có cái gì, điểm lại nhá. Chúng ta có một con chip Intel Core i7 12700. Chúng ta có một con tản AIO Lion Lee Gala H240. Chúng ta có một con main Asus ROG Strix Z690G Gaming Wi-Fi và Bluetooth. Chúng ta có 32GB Corsair Dominator Platinum RGB màu trắng DR5 bớt 5600. Và chúng ta có hai chiếc SSD Samsung 980 1TB và mỗi chiếc tốc độ là 3.5 GB một giây. Nhiều tiền quá. Và bây giờ thì mình sẽ gọn này lại và chúng mình lắp vào con cây. Và vào cây ở đây chúng ta có là chiếc NZXT H510i. Chiếc vỏ cây này có vẻ là khá là rẻ so với bộ cây này. Cái vỏ cây chỉ có giá là 2 triệu rưỡi mà thôi. Nếu mà các bạn nào mà thích cái sự đơn giản và nhẹ nhàng thì ok, NZXT luôn luôn là số 1 trong cái phong cách gọi là tối giản. Đây chúng ta có mặt hông làm bằng kính các bạn nhá. Và đằng sau chúng ta sẽ có một cái phương thức đóng mở khá là bình thường. Đó chính là các bạn sẽ vặn hai cái vít ở đây này. Ở đằng sau này nhá, mình nói qua các bạn là vỏ cây này. Ở đằng sau thì nó rất là hay, nó có một cái NZXT hub ở đây. Nó sẽ điều khiển tốc độ quạt và đèn LED. Nó là có một con AI bên trong để nó học. Và nó sẽ điều khiển nó cân bằng lại mọi thứ cho các bạn khi mà chơi game nó sẽ đỡ ồn nhất. Và nó vẫn mát, đủ mát, chứ các bạn không cần mát quá. Các bạn mát quá nó cũng chả hơn cái gì cả. Mát vừa đủ và êm ái. Nên những cái gì mà con NZXT này nó sẽ đem lại cho các bạn. Và nó sẽ càng ngày nó càng học cái quá trình chơi game các bạn. Và nó sẽ đưa ra một cái giải pháp phù hợp trong hệ thống. Đằng sau chúng ta có mấy cái đường dây đi nguồn. Cái này thì nữa mình lúc mình đi dây mình sẽ nói với các bạn, nó rất là hay. Chúng ta có nguồn cooler mát mẻ V1000 1000W. Các bạn không nhận nó 1000W và tụ nhật 100%. Bảo hành 5 năm. Quạt êm ái 80+Gold. Và với kinh nghiệm chọn nguồn của mình ý, các bạn không cần quá tìm hiểu đâu. Các bạn nhìn cho mình, cái 80+Gold là đỉnh. Là các bạn không phải quan tâm một cái gì cả, mua đi. Không cần phải có quan tâm đến. Và tại sao lại chọn nguồn 1000 trong khi chúng ta chỉ có i7 và một chiếc card là 3080 như thế này. Thì có thể các bạn, những cái bộ như này nguồn tầm 750 vẫn đủ để các bạn chạy, hoặc là 80 vẫn đủ thoải mái. Nhưng mà một cái đó chính là cái chế độ điện năng tiêu thụ của nó ấy, nó sẽ tốt nhất và tiết kiệm điện nhất khi mà các bạn tải nguồn khoảng tầm 50%. Các bạn nhìn cái đường này này, tức là các bạn tải 50-60% thì cái lượng điện của nguồn tiêu thụ sẽ là ít, nó sẽ là hiệu quả nhất ấy. Và đấy, các bạn nên chọn nguồn nó dư ra một tí thì các bạn chạy máy sẽ êm ái hơn và quạt nó sẽ quay chậm hơn, nó tiết kiệm điện hơn. Nhưng mà mình không hiểu là, mình không nghĩ là cái mức mà mua máy 100 triệu mà cần tiết kiệm điện làm gì. Mà cái cần đó chính là cái sự êm ái khi mà
chúng ta có một cái thẻ bảo hành vàng này. Cái đóng hộp này khá là đơn giản. Đây chúng ta có một chiếc nguồn và quạt này, các bạn nhìn là thấy uy tín rồi, quạt 7 cánh. Đúng không nhỉ? À 5 cánh. Nhìn rất là uy tín, rất là mát luôn. Đằng sau chúng ta có tổng cái lượng tiêu thụ tối đa tải là 1000W và đường 12V là đường một đường duy nhất nên là các bạn yên tâm không sợ bị tụt áp. Rồi, bây giờ mình sẽ vào việc, đó chính là cắm dây vào con nguồn này. Và nguồn các bạn cơ bản lắp cho mình là cái quạt nằm xuống dưới, nó mới hút gió mát từ dưới lên. Và lắp main board thì các bạn lưu ý cho mình là để nằm main, để nằm cây ấy nhá. Các bạn mà để dựng dọc cây nó dễ rơi luôn con main xuống ấy. Đây là họ gắn sẵn cho ta những con ốc dành cho main cỡ ATX. Nhưng mà main của bạn này bạn ấy lại dùng là main MATX nên là mình sẽ phải điều chỉnh vị trí ốc để cho nó đầy đủ và đúng. Rồi, điều chỉnh xong cái vị trí ốc. Và thông thường ấy, với một cái main MATX thì khi các bạn cắm vào đây này, thì các bạn cắm vào đây nhá, các bạn nhìn là bé đúng không? Mà các bạn đi cái dây thân panel là cái dây này này, mà các bạn đi từ dưới lên này, các bạn nhìn nó xấu không? Nên là mình sẽ làm một cách, đó chính là mình sẽ đi ở sau main. Nếu mà nó đủ dài, chúng ta có dây USB 2.0 dành cho con tản nhiệt nước All-in-One. Và sau khi mình ấn mọi thứ xuống ấy, thì mình sẽ để con main này vào đây. Nhưng mà nhiều bạn chê mình đi dây xấu nên là hôm nay mình sẽ đi dây đẹp. Bình thường lên live stream thì mình lắp máy live stream mình đi dây xấu tí cũng được, nhưng mà hôm nay lắp máy cho khách nên là mình sẽ lắp mình đi dây nó sẽ gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ, đạt chuẩn ISO 9001. Và bây giờ đến cái phần trước cả tốn thời gian bằng tổng từ đấy giờ mình lắp main chip RAM và cây nguồn. Nó chính là lắp tản nhiệt. Ở đây thì lấy chọn là con đây là con Lion Lee Galahad 240. Và nếu các bạn chưa biết thì với một con i7 bình thường, nếu mà các bạn không ép xung như con 12700 này này thì các bạn hoàn toàn có thể dùng được những con đàn All-in-One 240 mà không gặp vấn đề gì cả. Còn nếu các bạn ép xung thì vui lòng chuyển qua mình qua các mã 360 nhé. Rồi, đây con đàn màu cũng tông màu trắng với cả vỏ cây luôn. Thì màu trắng nhìn rất là trắng. Đấy, màu trắng. Ở đây thì theo đúng lý thuyết ấy, thì chúng ta sẽ phải thổi quạt từ bên trong này hút vào trong. Nhưng mà như thế sinh ra một cái vấn đề, đó chính là nó xấu. Nó rất là xấu, tại vì bên ngoài chắn hết rồi, gắn 2 con led vào đây nên nhìn không có gì cả. Nên là mình sẽ chuyển phương án là mình gắn vào bên trong này. Nhưng mà để đảm bảo tất cả mọi thứ đều vừa khít thì mình sẽ phải ướm thử cả màn hình vào đây trước. Thì ở đây chúng ta dùng là tôi chọn trước là chiếc InnoBody RTX 3080 RGB. Độ ồn thấp, ép xung sẵn rồi, độ phân giải 4K, có thể 8K chơi được. Và có thể ép xung hơn nữa, tùy thuộc các bạn như nào. Đằng sau chúng ta có rất nhiều chữ, các thứ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và chiếc cảm màn hình này có giá rất là hợp lý, chỉ dưới 100 triệu thôi là 34.999.000. Ở đây rất là to, nạc dài, dài 30 phân. Và bây giờ mình sẽ phải gắn tất cả này vào đây. Thì theo như chúng ta thấy, nó sẽ vẫn chưa chạm vào đây nên là hoàn toàn theo mình thấy là mình có thể gắn được con tản All-in-One vào đây, không gặp vấn đề gì cả. Bây giờ mình để cả ra ngoài cho nó yên tâm. Và đây, có thể lạ không? Thay vì việc các bạn phải mỗi con quạt các bạn gắn một cái dây nhìn nó rất là mất mỹ quan, thì ở đây chúng ta đơn giản, chúng ta các bạn thấy điểm tiếp xúc ở đây không? Đây này, ở đây mình sẽ cho vào đây này, và mình chỉ cần rút cái dây này xuống phát là hai quạt này nó sẽ tự động cấp điện cho nhau. Uy tín không? Rất là uy tín luôn. Và bây giờ nó cấp điện cho cái con quạt này bằng cái gì? Nếu mà Lion Lee họ cho chúng ta cái dây quạt hay màu trắng thì tuyệt vời, 10/10. Mình rất tiếc họ lại cho chúng ta màu đen. Rồi, và bây giờ mình đã lắp xong cái phần con này vào và mình sẽ luồn cái dây ra sau trước. Rất là gọn, dây uy tín. Đây, chuyện Lian Li các bạn thể xoay được cho nó vừa chiều. Và ở đây mình sẽ cố gắng là vòng. Ở đây chúng ta sẽ cần hai cái dây. Đây là một cái dây led và một cái dây quạt. Thì mình sẽ luồn nó lên qua đằng này. Và
sau đó là chúng ta sẽ gấp nốt con cạc và gắn nốt cái dây sợi còn lại, và sau đó là sẽ là đi dây ở mặt sau. Đây nhân vật chính nhưng vẫn chưa vào được tại vì chưa lắp được cái này, chưa tháo được cái này, sẽ phải tháo cái phần dọc cạc ra. Khi các bạn dựng cái này nhá thì nó sẽ bị áp vào mặt kính rất là nóng, nên để như này nó sẽ mát hơn. Và trước khi mình lắp vào thì mình sẽ bóc mấy cái ni lông này ra, không tí nữa lại không bóc được. Oh, the game. Đấy. Và bây giờ bắt lại. Và thực sự là con cạc này các bạn thấy nó quá to. Sẽ có những bạn mà comment tại sao mình chỉ dùng một dây nguồn cho cái này mà không dùng hai dây nguồn khác nhau. Thì mình trả lời luôn ở đây là chưa có trường hợp nào gây cháy nổ và chỉ vì việc dùng một dây nguồn chia đôi này cả. Các bạn sẽ bảo là sao không dùng hai cái dây nguồn riêng, mỗi dây nguồn một đầu ấy, nhìn thế rất là xấu. Các bạn sẽ có một cái sợi dây mỗi đầu một cái sợi dây lủng lẳng như này là một, và thứ hai là nó chạy không gì cả. Các bạn nào mà kỹ tính quá thì các bạn lắp thôi, nhưng mà mình cũng chưa thấy một trường hợp nào từ trước đến giờ xảy ra tình trạng gọi là hỏng cạc vì lắp mà hai đầu dây trong nối tiếp nhau như thế này. Đây là hai cái dây cuối cùng chúng ta sẽ phải cắm, đó chính là cái dây nguồn. Dây nguồn ở đây. Rồi, thì chúng mình sẽ bật thử lên trước nhé, xem nó có lên không. Và sau đó thì... Rồi, mình tự tin bản thân mà. Cắt hết dây đi. Máy quá đẹp ấy nhở. Ê Đạt ơi, đi giao hàng cho khách à? Ô anh Đạt đâu nhở? Ui anh em ơi, hình như anh Đạt bận mất rồi anh em ạ. Thôi thì hôm nay anh em cùng mình với cả một anh kỹ thuật đến bàn giao bộ máy này cho ông bố Cun Ngầu và đứa con sinh ra từ vầy đích anh em nhá. Let's go. Think it better and I swear I'll follow you no matter where. Ok, thì mình đã bàn giao được bộ máy đến đây rồi và đã setup đầy đủ tất cả máy tính này, cả stream deck này và cả cái chân mic này nữa. Nhưng mà mỗi tội là chân mic hơi buồn nhỉ, không gắn được mic của em. Rồi thì bộ máy này sẽ có CPU là i7-12700 cộng với cả các màn hình cực kỳ là khủng bố, RTX 3080 luôn. Thì theo như anh biết thì đây là một món quà của bố em đúng không? Thì em cảm thấy thế nào về cái món quà này nhỉ? Em thấy đây là món quà rất là tuyệt vời và món quà này em sẽ rất yêu thích. Món quà trị giá ở tầm 100 triệu này thì không yêu thích thì hơi buồn cười đâu ạ. Đó, thế thì nếu mà cái máy tính này đã được đặt ở đây rồi thì em sẽ sử dụng nó với mục đích gì nhỉ? Em sẽ dùng nó để còn học, chơi game này, stream này. Có camera, có stream deck, có mic ngủ cái kiểu không stream hơi phí, không thành nổi tiếng hơi tiếc đúng không ạ? Rồi, thế thì thực sự rất là cảm ơn em và gia đình đã lựa chọn bên Hacom chúng anh để có thể mua được cái món quà tuyệt vời này. Và hy vọng rằng là trong tương lai thì anh có thể gặp lại em một lần nữa nhá. Bye, bye mọi người.